Hello anh chị cô chú nha, mình là Phạm Hữu Dư. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một miếng đất phải nói là rất là đắc địa luôn. Nằm ngay mặt tiền đường Hùng Vương, con đường của thành phố Bà Rịa ha. Trước mặt mình là vòng xoay ngã 6 Bà Rịa nha, cách có vài trăm mét thôi. Đây, con đường này, con đường Hùng Vương rộng rất là rộng nha, tới ba làn lận. Con đường này là con đường chính của Bà Rịa luôn đó. Đây, phía này là về Xuyên Mộc, rồi về Long Khánh, rồi chung mà về Châu Đức á, chung mà về Vũng Tàu á, không phải, chung là về Long Khánh. Dạ, cách gì anh? Cách bệnh viện Bà Rịa, bệnh viện mới Bà Rịa khoảng 500 mét thôi nha. Rồi cái hướng này thì về thành phố Hồ Chí Minh, về chợ Bà Rịa nè, rồi về Hồ Chí Minh ha, Mỹ Xuân ngay giao này nọ, chúng mình về Mỹ Xuân á. Rồi con đường này có vỉa hè đàng hoàng nha, tức là ba làn đường rồi thêm cái vỉa hè rất là rộng nè. Rồi bây giờ đất của mình đây nha, đây nguyên một miếng đất trống rộng hơn 2000 mét, chính xác là 2073 mét vuông, vuông nhất luôn nha. Mặt tiền của nó là được 17 mét, hơn 17 mét, và cái hậu của nó cũng 17 mét luôn. Nói chung là miếng đất này vuông nhất, nó dài thì khoảng hơn 116 mét, gần 117 mét đó. Đây bây giờ mình sẽ nói cái ranh ha, thay bằng tiền ha. Đây, từ đây đó, từ đây ha, có rào rõ ràng hết rồi nè, có rào lưới 70 hết rồi. Rồi qua đây khoảng 17 mét. Đây đây, tới gần điện này nè, là 17 mét ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người xem sơ sơ ha, tại vì rất quan trọng là miếng đất này có hai mặt tiền nha, tức là đằng sau đất á nó có một con đường bê tông nữa. Lát nữa mình sẽ dẫn mọi người xem hiện trạng là đất này á, cái cô này á cổ mua, mà dạng như là mình mua rồi mình mua đi để dành á, cho nên nó là cổ không có xuống đây, rồi cho nên là cỏ cây nó mọc tùm hết, cho nên là bây giờ là cỏ nhiều quá nên mình không có chắc mọi người xem hết đất được. Đây mọi người thấy nè, cỏ tùm luôn. Ôi đây nè nè, hiện tại là người ta đang mở đất trồng rau, đất đây cũng màu mỡ ghê luôn ha. Không phải đất đỏ nhưng mà đất này đất đen. Đây, chỗ này cỏ tùm quá nên mình sẽ không đi vô được. Đó, cái ranh hình như có một bên hông có cái hẻm nhỏ nè, bên hông có một hẻm nhỏ để mà vô nhà, mấy cái nhà trọ nè. Cái này hẻm là hẻm của nhà người ta đúng không? Cái hẻm là hẻm nhà người ta. Đó, thì dưới cỏ nhiều quá nên mình không dắt mọi người đi xuống tới dưới ranh đất được nha. Mình chỉ xem sơ vậy thôi, để lát nữa mình sẽ cho mọi người xem cái sổ á, để mình dễ dàng hình dung được cái thế đất. Rồi bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi xem dưới đằng sau ha, mặt tiền dưới đằng sau. Nói chung là cái ở vị trí này á, thì nó hẳn ra nó quá đắc địa luôn rồi. Mình không nói nhiều về vị trí đâu đó. Tại vì nó là trung tâm Bà Rịa, mặt tiền đường Hùng Vương, mặt tiền đường. Cái đường là cái đường lớn nhất của Bà Rịa luôn á. Mình không có so với cái đường quốc lộ 51 nha, nhưng mà cái đường này là đường lớn nhất ở Bà Rịa đó, Hùng Vương. Thật sự là miếng đất này mà để mà nó kinh doanh thì khỏi nói rồi. Đây, cái hẻm này là cái hẻm này của nhà ta này nè, không biết hẻm chung mà hẻm gì nữa. Đây bây giờ mình sẽ thử đi vào cái đường bê tông đằng sau nha, đi vòng, tức là từ đất mình rẽ trái. Ở hướng đó là hướng về vòng xoay Hòa Long, chợ Hòa Long, đi Bình Dương Bà Rịa đó mọi người. Đây đây đây. Đi vòng bên sau này sao để mà mình đi cái đường mặt tiền ở đằng sau nha. Rồi đi một đoạn ngắn là mình để trái. Đây, để trái đi đường trong đây.
đường này thì ô tô chạy mặc sức rồi, xe tải thậm chí tránh nhau được luôn. Rồi, hay đi xíu xíu là mình tới ngay cái mặt hậu, cái mặt tiền đằng sau của miếng đất này nè, cũng 17 mét luôn đó, 17 mét luôn ha. Thì cái đằng sau thì tường nó đi liền dính liền luôn, mình không biết ranh đâu hết, nhưng mà chung là cái đúng 17 mét thôi, trên sổ là 17 mét. Chà, mặt sau của cái miếng đất này view hơi bị hay á, có cái hồ nè, hồ nếu như ta làm còn làm lúa gì đây nè, thành phố Bà Rịa mà còn làm lúa nè. Rồi xa xa mọi người thấy không, đất nguyên một dãy núi luôn này, hình như núi Vinh đúng không anh? Núi Vinh của Bà Rịa, ở nguyên một dãy núi luôn, nhìn đẹp ghê chưa. View nè, đằng trước thì là view mặt tiền ha, còn đằng sau thì là view view núi, view rất là nhìn rất là làng quê, hay ghê luôn. Đất tựa núi quá đẹp đó, mặt tiền ha. Đây mình sẽ nhìn sơ sơ nè, cây cỏ tùm quá đó, đằng sau mình đó thấy ranh nè, ranh tường nè, tường ranh nè. Đường này thì tới khúc này thì nó hơi nhỏ nè, nhưng mà xe hơi vẫn thoải mái, xe hơi thoải mái luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay sổ cho cả nhà xem nha. Thì cái sổ gốc thì cô đang giữ, cô đang ở Sài Gòn đúng không anh? Đúng rồi, cô ở Sài Gòn cho nên là cô đưa tạm mình cái photo. Thì đây, miếng đất mình là địa chỉ là thuộc phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Diện tích chính xác là 2073 m². Hiện tại là đất này là chưa có lên thổ cư, nhưng mà đất ở đây thì chắc chắn là thổ cư là yên tâm rồi ha. Tại khu này là khu trung tâm Bà Rịa cho nên là cái đó khỏi nói rồi. Rồi bên đây là sơ đồ của thửa đất ha. Đây, rất chi tiết luôn. Cạnh nào là cạnh đó. Thì đây, mặt tiền của nó là 17 mét à. Rồi mặt hậu của nó cũng 17 mét luôn. Đây, mặt tiền đường Hùng Dương ha. Phía đằng xa là mặt tiền đường vậy đây, được con đường mình đang đứng nè, đường bê tông 4 mét nè. Đó, mọi người thấy không? Đằng trước ấy là mấy túc mới vô nó rộng lắm, hai xe tải tránh nhau được luôn nè. Vô tới đây thì nó hơi hẹp hẹp. Như đây thì khoảng 4 mét, còn ở ngoài đây thì khoảng 10 mét á. 4 mét thì xe hơi vào bình thường. Đây, cạnh nó 17 mét nè. Đó. Rồi cái chiều dài của nó tới 116 mét nè. Nhân lên thì nói chung là cũng gần hơn 2000 mét ha. Ở đây, sổ rõ ràng ha. Đây, từ cái miếng đất đó thì tới bệnh viện Bà Rịa nè. Đó, mình chỉ cho mọi người xem bệnh viện Bà Rịa thôi. Bệnh viện Bà Rịa nước ở lớn luôn, nó rộng nó tới kia luôn nè. Đó, bệnh viện Bà Rịa nè, mình đã vô đây mấy lần rồi, như bệnh viện quốc tế luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái vị trí của miếng đất này trên bản đồ Google Map thể hiện trên vệ tinh nha. Thì đây, cái chấm đỏ này chính là mặt tiền, chính là mặt tiền của miếng đất này ha. Miếng đất này thì nó dài, đây mọi người xem nha, nó dài xuống tới đây luôn, tức là hai mặt tiền luôn. Đây thì mình nhắc mọi người xem rồi đó, thì mình đi vòng tới đây nè, xong mình đi đây, mình quẹo đây sẽ tới mặt sau của miếng đất này ha. Đó, rồi ở đây nằm trên con đường chính của Bà Rịa luôn, thành phố Bà Rịa nha, đường Hùng Dương nha. Thì đây mọi người xem nè, đó, con đường lớn nhất của thành phố Bà Rịa. Thì đi có thẳng con đường này, đi chừng hơn 2 cây số là sẽ tới chợ Bà Rịa nha mọi người, cũng con đường Hùng Dương luôn. Đây đi thẳng qua ta tới chợ Bà Rịa đây nè. Đó, rồi bệnh viện, trung tâm, tòa nhà hành chính này nọ, nói chung là đầy đủ hết luôn. Đó, đó là cái vị trí của miếng đất này nó cực kỳ đặc địa là ở đâu đó. Đó, đây rồi,
Thì cái giá của miếng đất này là mình có nói rồi phải không ta? Tức là nó là một 15 tỷ nha. Tức là 15 tỷ cho một miếng đất hai mặt tiền đường Hùng Vương, đường cực kỳ lớn và gần sát với lại ngã 6 Bà Rịa nè. Đó, thì nói chung là tiền nào của đó thôi. Thì với số tiền mà nó 15 tỷ như này thì dành cho những người nào mà muốn đầu tư một miếng đất mà ở một vị trí rất là VIP, rất là đắc địa để mà có thể đầu tư kinh doanh gì đó, một cái dự án gì đó lớn, là miếng đất này mình thấy rất là phù hợp ha. Từ đây mà về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng gần thôi. Nó đi gần lại hẳn con đường Hùng Vương này, xe ra đụng quốc lộ 51 ha. Thì đụng quốc lộ 51 thì mình cứ đâm thẳng một mạch để về thành phố Bà Rịa thôi. Ấy lộn, về thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đó. Đi khoảng hơn 80 cây là sẽ về trung tâm quận 1 nha mọi người. Đó. Tương lai là sẽ có một con đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Thì nó sẽ đi ngang luôn ở đây luôn, tức là đi về Biên Hòa cực kỳ nhanh luôn. Tại vì nó là cái dự án mà mở mở ra để phục vụ cho cái dự án sân bay Long Thành. Đó, sẽ triển khai vào năm 2021 á, cho nên nó là cái tiềm năng của cái khu vực mà Bà Rịa này rất là lớn nha mọi người. Cái này mình nói thật chứ không phải là mình quảng cáo gì hết. Cái này nếu mà ai đã từng tìm hiểu về những cái dự án này á thì mọi người sẽ hiểu ha. Rồi, ở đây đi biển thì khỏi nói rồi ha. Biển cách biển Vũng Tàu này nọ là cũng khỏi nói rồi. Sát bên. Ok, thì anh chị cô chú nào mà thực sự mà quan tâm đến cái miếng đất vàng này á, thì có thể là alo cho mình số điện thoại là 0933 23 0243 nha. Mình xin nhắc lại là 0933 23 0243. Đó. Hoặc là kết bạn Zalo với mình để mà có thể là dễ dàng liên lạc cũng như là theo dõi những cái miếng đất vườn khác nha. Mình tại vì mình hay cập nhật trên cái Zalo mình lắm. Đó. Đây. Hoặc là có thể kết bạn với mình ở số ở lòng tức là theo dõi cái kênh YouTube mình á. Thì mình thường hay cập nhật những cái video về đất vườn, biết đâu sẽ có những miếng đất phù hợp với lại túi tiền và sở thích của mình thì sao. Rồi, với lại là ai anh chị cô chú nào mà có những cái miếng đất vườn, nhà vườn nào mà đó đẹp nè, không có nhu cầu sử dụng nữa mà tiền thì ok, tức là giá thì ok nè, còn pháp lý thì cũng phải đàng hoàng, không có quy hoạch gì hết, thì có thể liên hệ tới mình sẽ tới mình quay quay lại rồi hỗ trợ để đăng lên trên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy. Vậy đi nha, cảm ơn mọi người đã xem video này. Các bạn ơi, mình đang trong quá trình xây dựng nên một cái ngôi nhà vườn lý tưởng nhất có thể. Chính vì vậy, trong quá trình này mình sẽ thu thập và tổng hợp lại những kiến thức mà mình học hỏi được để up trên kênh YouTube này. Chính vì vậy, những bạn nào mà đang quan tâm thì có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình bằng cách là vào cái địa chỉ này youtube.com/bhddesigner, hoặc là các bạn tìm kiếm tên của mình trên khung tìm kiếm là Phạm Hữu Dư để mà click đăng ký subscribe, đây đăng ký subscribe, theo dõi những cái video của mình trên YouTube mà mình upload mỗi ngày, và các bạn có thể ấn thêm vào cái nút hình chuông này để mà có thể nhận được thông báo dễ dàng hơn. Rồi, ok. Và tiếp theo, nếu như các bạn cũng có sử dụng Facebook thì các bạn có thể like cái fanpage của mình là Nhà Cụ Dư đó, để mà theo dõi tin tức dễ hơn, và có thể tham gia group yêu nhà vườn để mà cùng nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, và các bạn cũng có thể kết bạn với mình ở Facebook cá nhân là Phạm Hữu Dư, đây link đây. Thì những cái link Facebook và link YouTube thì mình sẽ để ở mô tả video. Ở mỗi video, các bạn hãy dễ dàng click vào và để giao lưu với mình. Rồi, ok, cảm ơn các bạn ha.